Hello, welcome to my channel. Game play adventure. À đây đây đây, logo đây. Đầu tiên mình đi chơi cái trò gì đây? Sonic. Đây chính là giao diện của trò chơi thôi. Mình vào phát được thưởng ngay một hộp quà này. Xem có cái gì không? Chả có cái gì cả. Kit 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 Sonic. Mình chọn kit Sonic. Let's go. Ủa đây rồi, đây rồi. Wow. Ủa có mấy cái tay cầm gậy, cầm kiếm này là cái gì đây? Wow, tốc độ cao vãi chưởng luôn. Cái trò này. Trò này tốc độ cao thôi thì. Mình vừa hạ thủ được một tay. Ui, ui đóng băng rồi, bị phong ấn rồi. Vẫn tay trắng à. Bắn. Bay chết. Ô đây có một. Mình ăn một con bọ rùa. Wow tốc độ cao vãi chưởng luôn. Ui cao quá, nhanh quá. Ủa cái thằng Sonic trên nó né hết được kim của mình luôn. Ăn ngay cơn bão. Công nhận trò này tốc độ cao thôi. Mình về bao nhiêu? Mình về vị trí thứ 2. Thế là cũng là một cái kết quả không tồi đâu. Bởi vì những cái tay đua của mình đều là rất là cừ khôi. Mình nghĩ đến cái trò nào? Tom hút rắn. Mình sẽ cùng Sắc Hành đi trong chàng trai của Ginger. Trong cái trang trại này mà là một nơi khá là bình yên. Có tiếng gà gáy, chim kêu, gió thoảng này. Mình còn ngửi thấy cả hương lúa nữa. Hương lúa chín nào là có cả hương rừng các kiểu nữa chứ. Phả vào đan xen vào nhau này. Thơm ngào ngạt luôn. Nơi đây chính là nơi sống của Ginger. Tiếng gà gáy như kiểu là báo thức mình vào buổi sáng ấy. Nhưng đây là buổi chiều. Buổi chiều gà cũng gáy luôn. Không kể lúc nào. Ủa sao mình vừa chạy trong trang trại xong bên mình lại vào trang trại tiếp. Trò chơi đang bị lỗi hay sao đó. Lần này mình chạy trong này thì mình không nghe thấy tiếng gà gáy nữa rồi. Đây vừa nói xong gà lại gáy tiếp. Wow, đi qua đây cánh đồng lúa thơm ngào ngạt làm mình nhớ nhớ về ngày xưa quá. Cái hồi vẫn còn đi học ấy. Đi học mà đi qua cánh đồng. Bây giờ mà cho xin một vé về tuổi thơ thì tốt quá nhỉ. Mình đã cùng Hanh vào trong thành phố Chiếc Ba Tanh. Khi vào trong cái khu thành phố này thì mình được cấp ngay cho một cái ván trượt này. Giá trị của cái ván trượt này chắc là rơi vào tầm hơn 100 đô. Đen quá. Ok, mình sang trò chơi tiếp theo nào. Mình sang cái trò
rồi u chẳng biết chơi chơi gì cả. Mình sang trò Paul Mattern đi. Rồi trò này vào quá là nhanh. Đây chính là cái giao diện của trò chơi, có cái hộp hộp thưởng hàng ngày đây. Được một kim cương không võ mà dùng. Nách luôn. Chơi cái màn đây rồi, vừa chọn được một đối thủ xong. Khá xứng tầm. Theo như nhận dạng thì đây là một đối thủ khá là mạnh. Anh khoác trên mình một cái bộ đồ màu đen, mái tóc để dài. Đầu chắc là đội tóc giả rồi. Đây là một nhạc sĩ. Đúng rồi, đây là Dương Khắc Linh. Chuẩn rồi. Chúng ta đang đối đầu với Dương Khắc Linh. Chúi chúi chúi, bắn toàn trượt thế. Một cái máy khác thì mình đã từng ăn lúc được cái nhân vật này rồi. Nhưng mà chuyển qua máy mới thì nó không lưu dữ liệu. Wow. Bắn góc mời rồi. Úi dồi, từ nãy bắn từ nãy không trúng. Ây à, bắn trúng đầu này. Chết nhỉ. Hết shot này. Ai ôi. Một đen vai trưởng. Hôm nay là một ngày không may mắn lắm khi chúng ta đã bị Dương Khắc Linh hạ sát. Ôi trời, bắn nick cho cái màn mới nha. Chẳng có gì đặc biệt không? Chọn thần bài đi. Này thì đếm tiền này. Thần bài đối đầu với một vận động viên. Vận động viên này, vận động viên gì nhỉ? Vận động viên thể hình. Ném không trượt phát nào. Chưa bẩn đấy. Đây là cái lá bài xương cá này. Lá bài này ném trúng cái chết luôn. Ui. Đây là một cái lá bài mắt xích. Ném cái cũng đi luôn. Ô đi thật à. Không kìm ngoáp luôn. Ta xả cái pha cuối cùng. Pha ulti. Đây là lá bài xương cá. Chết. Ôi. Bị triệu hồi rồi. Mình sẽ đến với trò tiếp theo. Happy Racing. Ui. Trò này vào phát đua luôn này. Ui. Đua ngược à? Đây là lần đầu tiên mình chơi cái trò này trên cái máy này. Open đi.
tắt bố cái âm nhạc đi. Điếc cả tai. Online, có chế độ online cơ. Thôi, mình sẽ chơi chế độ offline. Và màn one. Let's go. Đua ngược. Ôi trời, em cháy. Next. Cái này có nhiều quảng cáo vớ vẩn linh tinh lắm. Đã sang màn tiếp theo. Sẽ có mấy cái con gà, mấy con chim nó cản trở đường đi này thì đi thế nào được. Đó, lại có con mèo nữa. Uầy, trò này dễ vai trưởng luôn. Mình sẽ chơi vào những lần tiếp theo. Còn bây giờ sang cái trò PG. Cái đây chính là trò PG Mask. Mình sẽ chọn cái nhân vật này. Đi trong màn dấu chấm hỏi nữa. Chắc là đây là màn giới thiệu à. Let's go. À đây là màn hướng dẫn. Thôi, cái màn hướng dẫn. Chơi màn tiếp theo nữa. Không qua cái màn này cũng đích nhảy sang được màn khác luôn. Ray, to the finish. Phải bắt buộc phải hoàn thành trong cái màn này cơ. Rồi. Trình bày quảng cáo quá nhiều. Rồi. Không gian nơi đây mênh mông quá. Ồ, có 2 đối thủ, 3 đối thủ. Yes. Mình tắt bỏ âm nhạc rồi mà. Chúng ta sang màn tiếp theo. Ui. Không gian nơi đây khá là mênh mông. Tăng tốc rồi. Có đích kìa. Ui. Wow. Có nhiều nhân vật quá. Wow. Ta sang màn 2 đi. Trò này đồ họa nhìn cũng khá là bắt mắt. Đây có phải con boss không? Con boss cuối cùng không? Trông khá hổ báo. Con boss này là con robot. Đúng rồi, nó là robot này. Nó được điều khiển bởi một tay tiến sĩ điên nào đó. ABCD gì đi. Mình không có biết tên. Nó thả cái gì này? Ui, đó là một liều thuốc độc. Thuốc độc này làm chúng ta teo nhỏ rồi. To chứ. Bắn luôn. Lại bị teo nhỏ rồi. Okay, đó chính là cái trò PJ Mark. Mình sang cái trò khác. Trò gì đây? Mighty Macro. Đây chính là giao diện của game. Mình sẽ chọn Superman. Superman đâu? Đâu? À đây. Đây chính là Superman. Đối đầu với người mèo.
người mèo giả danh Batman đi cướp ngân hàng này. Để gặp ngay Superman vả cho vỡ mồm luôn. Chết chết rồi. Mình đang đi dưới một cái thung lũng màu vàng ấy. Một thung lũng khá là rộng. Không có mùi hương gì cả. Vì đây kiểu như sa mạc. Không có hương lúa, hương rừng hay hương gì. Chỉ có người thôi. À, xung quanh này có nhiều nhà chọc chơi phết đây này. Chuẩn bị đối đầu rồi, đối mặt tới nơi. Đối mặt mình ăn là khoảng 5 viên pha lê rồi. Tí ném cho sốc mặt luôn. Ô, đối mặt, đối mặt, pha đối mặt. Superman và người mèo. Ô, ném. Ôi, một pha tay nhanh hơn não. Quả này ném trúng này. Ôi, xong rồi. Giải quyết thế là xong rồi đấy. Ui, mình sẽ mở khóa chiếc hộp này. Trong này chắc chắn là một nhân vật mới. Ui ơi, cái người gì này? Đây là một tay phe phản diện này. Thôi. Đây. Tay này đây. Nhìn xịn xò hết đấy. Mình sang trò chơi khác này. Trò Hungry Dragon. Đây là giao diện của game. Con rồng này thì mình cũng unlock được rồi. Trông to vách trưởng. Nhưng hôm nay mình sẽ không chọn. Mình sẽ chọn một con rồng khác. Đây là con rồng này này. Con rồng này chưa bao giờ. Và nó cũng chưa xuất hiện trong bất kỳ một clip nào. Let's go. Ui, con rồng này nhìn như kiểu con chim. Ui, ui, cái gì đây? Ủa, có phải là rồng không? Vãi trưởng. Rồng chả xứng đáng rồi. Chứ như kiểu con TT. Ừ, đúng con này như kiểu con TT. Wow, ui rồng ơi. Lộn mấy vòng chóng cả mặt. À, mình bị một con gì nó cắn. Bị một con rồng nó cắn. Ui, chóng mặt quá. Thôi, dừng lại. Bay bình thường thôi. Không có lộn vòng chóng cả mặt. Đúng là đúng theo nhận định ban đầu của mình rồi. Mình xoay một vài vòng nè. Con rồng này đúng là một con TT. Nhưng mà được lắp thêm cái đôi cánh thôi. Thế là thành rồng. Quá đơn giản. Con rồng này có khả năng thổi lửa đấy. Mình sẽ thu thập đủ những cái năng lượng này. Để tí nữa thổi lửa xem là có cái vẹo gì không. Cũng không gian nơi đây mênh mông quá. Có một mình nơi đây thôi. Nghe xa. Ăn luôn con bò này, ăn con bò. Con lần này thì ăn được cả con bò luôn. Trong này có người. Mình sẽ gõ cửa trái tim. Không ai cho vào cả. Ui. Rồng bay hảo vai. Rồng sắp được thổi lửa rồi. Ăn thêm một ít nữa, ít lính nữa.
Vậy là con rồng này có khả năng thổi lửa. Nó thổi rất nhiều lửa không ít. Đớp ngay con này đi. Ui, ồ mà con nhện này thịt hết luôn. Ồ mấy vòng Santo này được đấy. Khá là chóng mặt. Ok, mình đã tìm thấy một cái nơi khá thích hợp để nghỉ ngơi. Mình sẽ sang cái trò khác. Ok, mình sang trò chơi tiếp theo. Đó chính là trò Subway Surfer. Đây chính là giao diện của trò chơi. Mình sẽ chọn dây. Let's go. Wow. Đây là phiên bản mới nhất hiện tại. Mình có update và xuất hiện rất là nhiều nhân vật mới. Vừa mới trung thu xong nên là trên trên cái máy vòm người ta vẫn lắp mấy cái đèn này. Mấy cái đèn lồng các kiểu. Chưa quên chưa gỡ xuống. À ha, chúng ta ăn ngay cái đồng hoa hoa này. Đồng hoa này để mở khóa thêm trang phục mới. Trước mình cũng tưởng là mở khóa nhân vật mới nhưng thực ra là không phải, thực ra chỉ là trang phục thôi. Ôi nhanh thế. Có mấy cái toa tàu nó phóng rất là nhanh. À ở đây có cáp treo. Ở phía trên trời, à ở phía trên cao thì có cáp treo các bạn. Thành phố này là một thành phố rất là hiện đại. Nhưng mà không hiểu sao mà ở những cái cột xung quanh những bức tượng này có rất nhiều cây cối nó mọc rêu hết vào đây. Mọc rêu thế hỏng hết tường, hỏng hết công trình chứ. Đâu phải là ít đâu. Đấy, nhìn trên cao có cáp treo ấy. Mình như đi trong cái chỗ này là đi trong cái khu giải trí. À đúng rồi. Chúng ta đang sải bước trên khu giải trí. Trong cái khu giải trí. Ok nào, mình nhìn thấy quen quen nhỉ, không biết ở đâu đây. Mình cứ nghĩ đây là trong thành phố cơ. Hôm qua mình có làm clip chơi game bằng một tay. Cũng chơi được khoảng nửa thời gian thì không thể chơi được nữa bởi vì có những trò chơi là bắt buộc mình phải dùng bằng hai tay. Nếu mà chúng ta chống lại cái quy luật đó thì ắt hẳn là sẽ thua thôi. À, có lão Hạc và cậu Vàng đang đuổi theo chúng ta. Nhưng mà lão Hạc và cậu Vàng vậy khá là đuối, khả năng béo quá không chạy kéo kịp. Ăn uống không lành mạnh là vậy đó. À, mình ăn được bông hoa đồng tiền này. Ôi, trời ơi, ta đã gặp nạn rồi. Mình đi sang trò chơi tiếp theo. Mình đi sang cái trò Tank Hero. Đây chính là giao diện của trò chơi. Đây chính là giao diện chính. Úi ôi, chúng ta đang có một tank. Có một con xe. Trông nó sao nó yếu đuối thế nhỉ, nó yếu lạ. Cái vòng nó nhìn eo lạ quá. Let's go. Nhìn cái vòi ấy nhìn rất là eo lạ. Ui, mình đang đối đầu với một con tanh khác nhìn trông hoành tráng lắm. Trông hổ báo nữa. Ta bắn thẳng mặt.
Oh, con tanh này nó còn có sừng cơ các bạn ạ. Sừng này. Trời ơi, chúng ta zoom lên có zoom được không? Không zoom được. Mình không zoom lên được. Oh, bắn cái gì vậy? Cái lượng sát thương mình gây ra cho đối thủ là khá đáng kể. Có những cái tia plasma đối thủ bắn ra nó vẫn còn lưu lại nơi đây này. Ơ, bắn kiểu gì đấy? Bắn kiểu gì đấy? Đã ngay quả tên lửa đạn đạo này vào đầu này. Ôi, trời ơi, đây là cái tia plasma như của đối thủ luôn. Sao cái tay này bắn kiểu gì ấy nhỉ? Không ăn thua rồi. Ơ, bắn toàn bắn xuống đất này, bắn cái gì? Mình sẽ có một pha đối mặt. Đây, mình sẽ chỉ thẳng mặt luôn. Chỉ thẳng mặt đối thủ luôn. Nã vào đầu luôn. Oh, trò chơi rất là hay, đồ họa đẹp mắt. Nhưng mà tại sao cái con này nó bắn ngu thế nhỉ? Ui, con thua. Máy chơi ngu quá các bạn ạ. Mình phải sang. Ui sữa quá. Đấy kìa. Ừ, bơi. Ta sang cái màn 5. Kè, ui rồi đây là một con tanh. Phải nói là hủ báo cáo trồn nước mắt, nước mũi đầm đìa này. Con tanh này không biết có biết bắn không đây. Chứ vừa nãy mình gặp con tanh vừa nãy khá là ngu. Wow, trời ơi, một trời sát thương, một vùng sát thương luôn. Con tanh này khá là đẹp. Cái animation của nó khá là... what, bắn cái gì vậy trời, ui. Tại sao mình lại gặp những cái thể loại mà tanh ngu thế này thì chơi cái gì? Kết thúc. Trò này sao nó mấy con tanh nó không được thông minh lắm. Chắc phải chơi chế độ online. Okay, mình sang trò chơi tiếp theo. Trò chơi tiếp theo là trò Yomi Tsunami. Đây chính là giao diện của trò chơi. Hôm nay chúng ta có sự kiện mới nè. Bắt đầu luôn đi. Let's go. Bắt đầu chúng ta xuất hiện với một cái hình của một cái đầu cái rồng. Ôi. Ôi, vãi trưởng tên lửa. Tên lửa to thế. Cái tên lửa này là tên lửa đẩy ấy. Tên lửa có khả năng là truy quét. Mình chỉ hiện tại có một cái đầu rồng thì thôi. Cái đầu rồng này khả năng bay. À, mình phải thu thập thêm. Ôi, có vẻ không ổn lắm. Thà cho ở dạng zombie thường thôi thì lại còn dễ chơi. Cho dạng zombie đầu rồng này thì khó nhập cuộc quá. Đợi. Cong đấy, con làm thế cong đấy. Bé, sao có nồng nàn thế nhỉ? Chúng ta xong hoàn thành nhiệm vụ rồi. Không thể hoàn thành được. Mình sẽ sang trò chơi tiếp theo. Ok, mình sang cái trò Stick Prison. Ôi thôi, trò này vào nhanh thế. Đây, chúng ta có một người que. Một người que đang ở trong ngục. Hình như mấy chú cảnh sát này đang rất là quan tâm và gửi cho anh ta một món quà. À, hai anh chàng này đang chúc mừng sinh nhật. Happy birthday người que. Ok, chúng ta sẽ làm gì đây? Wow, một chiếc bánh sinh nhật thật tuyệt vời. Open nào. Cái gì đây?
chúng ta sử dụng cái mũi khoan này đi. À, vừa lao lao luôn. Trời ơi, không đào được nữa. Hãy mình dùng cái này để cậy cái đường hầm này. Ủa, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi anh em ơi, chạy thôi. Okay. Ok, chạy thoát rồi. Còn pha nữa này. What? Mình sử dụng tích ở cái màn dưới đấy. Tích cái mũi tên trên kìa. Mũi tên bên trái. Đấy, trái bên cạnh, 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 cạnh. Trời ơi, gãy cả thanh sắt này rồi. Ôi, cái gì đây? Mình sẽ dùng cái ghế này để trốn thoát ra ngoài. Ôi, sang sang phải đi. Sang đường nào cũng được mà. Chúng ta đã vào trong cái ống ống thoát hơi nước rồi mà. Có nhiều cách để thoát đó. Mình sẽ dùng cái cách dùng cái ống này, dùng cái hút hút bể phốt này, đúng không? Mình như mình đã chọn đúng rồi đấy. Yeah, chúng ta giành chiến thắng. Mình sang trò chơi tiếp theo. Trò nào đây? Trò Angry Bird Go này. Ok, đây chính là giao diện trò chơi. Chà, vào mãi mới được. Let's go. Chúng ta sẽ chơi cùng 4 đối thủ. 2 chú lợn và 1 chú chim. Rabbit. Tiền đâu mua trứng. Ôi, 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 ôi. Ôi, ôi, ôi. Cái màn này đua khó dã man con ngan. Chơi được cái màn này không phải đẳng cấp bình thường nữa rồi. Mình sẽ hạ sát. Oh, vừa vượt qua một đối thủ nặng ký. Mình đã áp sát đối thủ thứ hai này. Và mình sẽ dùng trái bom này. Đối thủ thứ hai đã bị mình hạ. Mình đang dẫn đầu các bạn ạ. Trời ơi, lần đầu tiên chơi cái trò Angry Bird chúng ta được dẫn đầu. Còn gì tuyệt vời và sung sướng hơn. Đích đi rồi. Wow, mình dẫn đầu luôn. À, chúng ta được mấy con xe liền. Ok, mình sẽ đổi xe nhé. Ô, chưa đổi được nè. Update luôn. Ta đua cái màn tiếp theo bằng này nữa. Và màn này thì đối thủ cũng khá là nặng ký. Let's go. Mình vừa bật lên một cái đèn lên cho nó sáng rồi. Tối quá vậy, đùa tối quá. Ôi ôi ôi, chúng ta đang lơ lửng trên không này. Ui, lại lơ lửng tiếp. Lơ lửng và tìm cái đoạn đường vừa đang đi. Có một cái ha. Ô, chúng ta lại về nhất rồi, lại dẫn đầu rồi. Ui. Đây có thể là một trò chơi rất tuyệt vời. Chóng mặt quá, chóng mặt quá. Nhưng mà rất tiếc nó đã bị gỡ bỏ trên App Store. Ô hô hô. Ô.
Bây giờ mình đã biết cách điều khiển khi xe chúng ta bay trên không để không bị lộ tòng rồi. Giảm tối thiểu cái khả năng chóng mặt. Bình thường là chóng mặt là chúng ta sẽ nhẹ nhàng từ từ. Từ từ chỉnh sang phải, sang trái. Chỉnh hơi quá tay tí là sẽ bị lộn tòng này. Đấy, đấy, lộn tòng này. Chóng mặt lắm. Ok, chú chim chúng ta đã về nhất. Mình sang trò chơi tiếp theo. Đó chính là cái trò Catfish. Rồi, đây chính là giao diện của game. Chú mèo chúng ta đây. À, câu thôi. Cái câu thôi. À, mình phải để tay đây. Để tay đây để mà có thể giật được cá. Ui, giật. Câu lên. Một con cá rất to. Chúng ta câu được một miếng sushi. Lại được miếng sushi tiếp. Lại sushi tiếp. Ồ, mất cả mồi luôn rồi, không được con cá nào rồi. Quá là buồn. Tiếp tục, túc tiếp. Câu tiếp. Câu đâu? Ơ, mình không chơi nữa. Thôi, next sang trò chơi khác. Còn trò nào không? Chúng ta hiện tại hết rồi. Ok, mình sẽ đến với trò Slither. Đây chính là giao diện của trò chơi. Đặt tên là Game Red Ball Flyopi. Hiện tại mình đang trong trang phục của Iron Man. Chết thật. Chúng ta chơi lại đi. Mình đang khoác trên trang phục của Iron Man đây. Siêu anh hùng. Cứu cả thế giới đây. Mà đó chỉ là siêu anh hùng trên phim thôi. Còn đâu ngoài đời thì đây có cả Spider-Man này. Spider-Man và Iron Man. Spider-Man đã bị thu phục. Mình đang di chuyển với tốc độ rất cao. Cao thật đấy. Và mình tính là đớp ngay. Ôi trời. Rồi rồi. Mình đi sang cái trò Lego Jurassic. Ồ, đây chính là giao diện của game này. Hạ độ sáng xuống. Ok, giao diện của game đã hiện ra rồi. Mình sẽ chọn chế độ này đi. Loading. Trò chơi này mình trước mình không biết chơi đâu. Được chưa? Ui. Đây là một con khủng long à. Ok. Như để đổi nhân vật thì giữ cái nút này sao? Mình chưa có đổi được nhân vật rồi. Rồi ăn hết cái này nha.
叫人一惊，好疼。想给我念过的。ta phải đi ăn những cái đồng này. Đánh đổi được nhân vật. Chưa phải ăn cái ADN này sao? Ok. Chưa đổi nhân vật. Thôi mình không chơi nữa.